trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các tình yêu đúng không? Các tình yêu mà đang có đất ngô đất khó bán thì làm thế nào để mà à, để mà bán được nhanh nhất bán được giá tốt nhất được chưa nhỉ? cái gì đầu tiên này cái thứ nhất là ở trên cái khía cạnh đất nhá anh chị mà đang ngộp đang khó bán mà đất nhà mình bây giờ cái thứ nhất cái phương pháp mà tôi hay làm tôi chia sẻ với anh chị đó là gì chia nó ra chia nó ra được chưa các tình yêu bây giờ chia nó ra chia nhỏ nó ra bây giờ một cái lô đất mà 300 mét vuông được chưa một cái lô đất bây giờ 300 mét vuông ấy thì bây giờ các tình yêu chia ra giúp tôi nhá chia ra giúp tôi là thành ba mảnh được chưa Bây giờ chia ra giúp tôi thành ba mảnh ba mảnh thì bao giờ nó dễ bán hơn và đây là cách làm và đây là cái cách mà trong cái đợt vừa rồi thị trường ngộp tôi đã cứu rất nhiều anh em ấy rất nhiều anh em là ngộp bán giá lại cho tôi thì cái việc đầu tiên mà tôi tôi sẽ phải chia ra được chưa cái tình yêu tôi chia ra thì để mà chia ấy, thì cái nhất thiết là cái mảnh đất của anh chị em bạn bè cô gì chú bác phải đảm bảo với cái trường hợp là cái thứ nhất này này là đất nhà đất là phải có lối đi đất là phải có lối đi thì mới chia được được chưa các tình yêu cái thứ hai nữa là phải đảm bảo được các cái diện tích tối thiểu mà do địa phương quy định ấy địa phương quy định là tại một khu vực đất tối thiểu là ví dụ như ở Hà Nội thì, thì như tối thiểu là 30 thì phải được chưa các tình yêu 30 mét vuông mặt tiền 4 mét thì phải được chưa? Thế thì cái mảnh của mình là 200 mét thì mình chia mẹ nó ra thành 5 lô. Các tình yêu thấy ok chưa? Chia nhỏ ra để mà dễ bán, được chưa? Đây là câu chuyện là làm thế nào để mà nhét được con voi vào trong tủ lạnh, được chưa? Các tình yêu thấy ok chưa? Nhét con voi vào trong tủ lạnh là phải chặt chân chặt tay nó ra, nhét vào trong tủ lạnh. Thì thì bây giờ cái mảnh đất của mình bán cả mảnh quá trôi, thì bây giờ mình làm sao? Mình chia nhỏ nó ra, chia nhỏ nó ra, được chưa? chia nhỏ nó ra đấy mình chia nhỏ nó ra thì mình dễ mua dễ bán hơn anh em yên tâm về như này này bao giờ mình chia nhỏ nó ra thì cái giá mình bán cũng bán được hơn và nhất là ở thời điểm này nhá nhất là ở thời điểm này đã cấm cái việc phân lô bán nền nhưng mà cấm phân lô bán nền là chỉ cấm với những anh em những cái chủ đầu tư thôi chứ còn bây giờ nhá đất dân phân lô tách thửa ra là vẫn được và đây nó sẽ là cái xu hướng trong thời gian sắp tới được chưa các tình yêu bây giờ 200 m là nó sẽ khó mà vừa vừa miếng được được chưa bây giờ chia ra 40 mét vuông 40 mét vuông là nó dễ nó vừa miếng tiền nó vừa phải và tôi vẫn làm cái cách này để chia sẻ với anh chị em nha đây là cái cách mà tôi thoát hàng thoát thoát bét sinh trong bóng đá gọi là thoát bét sinh được chưa các tình yêu ấy bình thường mình bán cả mảnh to thì mình chỉ bán được 6 triệu 7 triệu thôi nhưng khi mình chia nhỏ ra mình có thể bán được cái mức giá cao hơn. Cái việc mà mình chia nhỏ ra mình bán hơn được hai mươi phần trăm là chuyện bình thường luôn. Thật giá giờ nó cao, khó có người mua. Khó có người mua thì bán rẻ đi tí, ăn vừa thôi cho người ta ăn với gì, nhá. Ăn vừa thì cho người ta ăn với, cắt lãi đi là bán được ngay. Tham City thì làm sao mà không bán được? Tham City nó là số 1 của số 1 ở cái đất Hà Nội này còn rồi gì nữa, đúng không? chung cư của Tham City ấy nó là số 1 đầu bảng của đầu bảng là còn gì không tham city thì ở royal city đúng không các tình yêu được chưa được chưa Đấy, đi tôi nhắn cái tin đã nhá. Được chưa? Cái thứ nhất là mình phân lô tách thửa ra nhá. Đất ngộp mà không bán được thì chỉ có phân lô tách thửa thôi. Thế còn anh chị nào mà có những cái mảnh đất to nhá thì anh chị có thể tính đến một cái phương án đó là lau camping. Ở đây anh chị em biết lau camping Phình Hồ rồi. Những cái lau camping nhé, làm những cái lau camping nhé. Mình làm những cái lau camping, được chưa? Để mà đặc biệt là anh chị nào mà có đất đô Hà Nội. Đấy ví dụ như ở khu vực Sóc Sơn chẳng hạn có tí rừng, tí núi làm cái kem binh được chưa làm cái lau kem binh để mà anh uh, các em nó ra nó uh, chữa lành nhá hưu linh chữa lành thì cũng thanh khoản rất là tốt cũng rất là dễ được chưa và bây giờ câu chuyện là như này này tôi nói thật để mà về được cái mức giá đỉnh của năm 2021 2022 thì anh chị em bạn bè cô gì chú phép bác là phải các tình yêu là phải xác định như thế này nha là còn rất lâu nữa mới về được cái giá đu đỉnh lên là các tình yêu phải xác định như này này thời điểm này là một thời điểm mà thị trường bất động sản nó đang chu kỳ tăng lên là các tình yêu đấy nếu như có phải cắt lỗ thì cũng hãy cắt lỗ chấp nhận cái chuyện đấy được chưa đã chót đu đỉnh rồi 2021 2022 đã chót đu đỉnh rồi thì thời điểm này cũng lên là là cắt lỗ nha cắt lỗ đi sau rồi chúng ta chọn sang một cái phương án khác để chúng ta đầu tư được chưa anh chị em bạn bè cô gì chú ác ví dụ anh chị mà có phải cắt lỗ 500 400 triệu được chưa Thế thì mình cũng yên tâm bây giờ mình cắt lỗ đi xong mình mang sang mình làm một cái lô đất ven đô ở Hà Nội thì tôi nghĩ rằng là từ nay đến cuối năm là gỡ được thôi được chưa Ừ chào mười gộp nhá chào Duy Anh nhá bán cắt lỗ đi thôi chấp nhận cái chuyện đấy bởi vì bây giờ nhá nhiều người vẫn còn tư tưởng cái câu chuyện này hy vọng rằng ấy, cái bất động sản của mình nó lại quay trở lại được với cái thời điểm ngày xưa nhưng mà lấy đâu ra không quay lại được đâu còn rất lâu nữa nên là mình cũng phải xác định nha thời điểm này mình bán cắt lỗ đi được chưa ở ờ, chào Nguyễn Văn Tài nha Nguyễn Văn Tài anh em anh chị em bạn bè cô gì chú bác có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ viết xuống phần bình luận viết xuống phần comment nha tôi sẽ trả lời hết ở ờ, chào Hà Trang Liêu nha anh chị em có câu hỏi nào cứ viết xuống phần bình luận nha anh chị em nào mà có chung cư nhá tôi nghĩ rằng là nếu mà mình đang mua chung cư với cái việc là để mà tích sản ấy nhá thì nên nghĩ tôi nghĩ rằng là nên bán đi còn nếu mà mua chung cư để mà cái thời điểm này mà mang ra dòng tiền ấy thì được chứ còn để mà tích sản thì lên bán đi giá chung cư bây giờ nó nó cao quá rồi đang có xu hướng là giảm đi rồi. Được chưa? Đấy, được chưa? Ok chưa? À, tôi thì lại đang có cái việc đột xuất rồi, thì có lẽ là tôi phải kết thúc cái livestream ở đây. Đấy lúc đầu là định đến 8 rưỡi nhưng mà lại có cái việc đột xuất cần phải xử lý ngay lập tức. Đây là thành thử ra là thôi, phải hẹn bà con sang uh, trưa ngày mai vậy nhá, 11:30 trưa ngày mai trên các cái nền tảng bất động kênh của Thọ Đỗ bất động sản nhá. Hey, xin chào anh chị em bạn bè cô dì chú bác